Quốc hội Campuchia ngày hôm qua đã phê chuẩn ông Hun Mani, con trai út của cựu thủ tướng Hun Sen, làm phó thủ tướng. Theo tờ Khmer Times, việc phê chuẩn ông Mani được thực hiện trong phiên họp toàn thể do Chủ tịch Quốc hội Khuân Sudari chủ trì với sự ủng hộ tuyệt đối từ các nhà lập pháp. Ông Mani, 41 tuổi, là em trai út của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 22 tháng 8 tới. Tờ Khmer Times gọi đây là sự kiện lịch sử khi ông Hun Mani trở thành phó thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của Campuchia. Đây là một nỗ lực của Đảng Nhân dân Campuchia nhằm xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ hơn. Nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm Nhật Bản âm mưu vận chuyển lậu vật liệu hạt nhân từ Myanmar có khả năng đưa sang Iran để sử dụng cho mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo lực lượng chống ma túy thuộc Bộ Tư pháp, nghi phạm Takeshi Ibisawa, 60 tuổi, trùm tội phạm Yakuza, bị cáo buộc buôn bán ma túy, vũ khí và vật liệu hạt nhân, bao gồm uranium và plutonium. Báo cáo cũng nêu rõ nghi phạm Ibisawa có một đồng phạm là Sohob Singha Siri, 61 tuổi. Các đối tượng này đã đưa các mẫu vật liệu hạt nhân trong một đặc vụ chìm của lực lượng phòng chống ma túy Mỹ ở Thái Lan. Ibisawa và đồng phạm trước đó từng bị buộc tội vào tháng 4 năm 2022 với cáo buộc buôn bán ma túy quốc tế và sử dụng súng. Bộ Tư pháp Mỹ đã phát lệnh truy nã hai đối tượng này. Israel ngày hôm qua tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào khu vực dân cư ở thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất là 2 người thiệt mạng. Kênh truyền hình nhà nước Syria cho biết, Israel đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào khu dân cư tại thủ đô nước này. Khu vực bị tấn công cũng là nơi tập trung trụ sở các cơ quan an ninh và quân đội của Syria. Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực kể từ khi xung đột bùng phát tại dải Gaza vào hồi tháng 10 năm ngoái. Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vừa khai mạc tại Rio de Janeiro của Brazil. Trong 2 ngày làm việc, các ngoại trưởng sẽ xem xét chương trình và kế hoạch triển khai trong năm 2024, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Rio de Janeiro. Chương trình nghị sự của hội nghị G20 của chính phủ Brazil nhấn mạnh 3 lĩnh vực ưu tiên: cuộc chiến chống bất bình đẳng, đói nghèo, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng, cũng như cải cách các thể chế quản trị toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết là sẽ xóa nợ cho gần 153.000 sinh viên đủ điều kiện với tổng giá trị khoản nợ là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Thông báo này áp dụng cho những người đăng ký tham gia chương trình trả nợ, được gọi là tiết kiệm cho một nền giáo dục có giá trị và bao gồm những người đã vay 12.000 đô la Mỹ trở xuống và đã hoàn trả số tiền này trong ít nhất 10 năm. Chính quyền Mỹ hiện đã xóa khoản nợ sinh viên trị giá khoảng 138 tỷ đô la Mỹ cho gần 3,9 triệu người. Ông Biden khẳng định chính sách này giúp những sinh viên tự do theo đuổi ước mơ của mình.